năm bảy chín tàu chèn qua tàn phá cướp bóc sáu tỉnh bắc việt nam chúng nói là dạy cho cộng sản việt nam bài học đặc biệt là các tỉnh giáp ranh tàu cộng khi chiến sự bùng nổ các, các tù cộng sản các tỉnh này được chuyển dần vào các trại tù phía nam như nam hà hà, hà nam ninh thanh cẩm thanh hóa trong một lần giảng cơ Đức Đại Thánh đã dạy cho chúng tôi thực hiện đạo hiệu thiên tâm này. Thiên tâm là dấu này nè. Là được các chư Phật chư Thánh ấn chứng cho nên rất là linh thiêng. À, Bình Công Giáo Chúa cũng ấn chứng. Phật giáo, Học Thích Ca cũng ấn chứng, Phật Di Lạc cũng ấn chứng, tất cả ông Mohammed luôn đạo hồi giáo Allah luôn cho nên một cái này sau này sẽ gồm thâu hết tất cả các đạo trên thế giới đó, thì cái câu chuyện từ đây là đạo đạo hiệu thiên tâm năm 1979 nghìn chín này kiệt đang đọc đó. một lần những gia đình luôn để dạy chúng tôi thực hiện đạo hiệu thiên tâm này ngài giải thích đạo hiệu thiên tâm được đức ngọc hoàng thượng đế và đức đại thánh mẫu tức đức phật trì dư mẫu và các chư phật chư bồ tát thánh thần ấn chứng nên ai đeo sẽ được tất cả các chư vị gia hộ trong hoàn cảnh thiếu thốn của trại tù vì an ninh thực hiện đạo hiệu thiên tâm để đeo và là một vấn đề mai thay trong các hiệp hữu hiệp hữu có anh nguyễn phụ làm thợ mộc nguyễn phụ làm thợ mộc anh có sáng kiến lấy gỗ cưa ra những miếng nhỏ tựa như con cờ domino Vùi một lỗ nhỏ phía trên Lấy dây uh, chỉ xỏ vào để đeo Trên mặt uh, thẻ rổ Anh lấy sơn trắng vẽ đỏ hiệu vào Thế là chúng tôi Các nhân viên, các hiệp hữu Hiệp hữu là bạn tù á Ông này cũng văn chương dữ ta Hiệp hữu Có uh, để đeo công việc này, này Cũng uh, làm trong âm thầm nội bộ Không dám lộ ra ngoài ý nghĩa của đào hiệu thiên tâm bên dưới là trái tim tim trái tim bên trên chữ thập chữ thập đây chữ thập gạch ngang có nghĩa là bình đẳng bình đẳng tôn giáo sắc tộc giới tính gạch sọc có nghĩa là hướng thượng nghĩa là lúc nào mình nghĩ là mình chỉ xuống đây mình học hỏi thôi mình phải đi về nhà là hướng thượng là cái dấu này sẽ nhắc nhở vậy dấu bình đẳng hướng thượng hướng lên đấng thiêng liêng tối thượng của niềm tin nói chung ý nghĩa của đạo hiệu tâm bình đẳng và hướng thượng tâm bình đẳng và hướng thượng thiên tâm trái tim của hiện đế yêu uh, mọi loài chúng sanh tình yêu uh, thương bao la không phân biệt thiên tâm cũng có ý nghĩa là trời và phật tâm là phật thiên là trời đạo uh, uh, thiên tâm là đạo trời phật Thiên đạo Đạo thiên tâm chỉ thờ trời Sau này đạo thiên tâm thống nhất thế giới Chỉ thờ có mình cha thôi nha Không có thờ ai hết Nhưng mà mình học theo cái process Mà học theo cái công thức của Phật Tại cái công thức đó, nó, nó áp dụng rất là tốt Đạo Phật không có đổ máu Người biết luân hồi nhân quả Còn đạo Hồi giáo, đạo Công giáo Họ không có biết tái sanh là gì á. Chỉ chỉ học phương cách như là đạo phật à, trong tương lai sẽ thống nhất tất cả các đạo đưa nhân loại tiến hóa cao hơn và thoát luân hồi sanh tử là tự đốt đuốc mà đi đạo này không cần thầy chỉ cần hướng đông bắc mình lại xong mình đeo cái này rồi mình học phật rồi là mình được thành phật chứ mình giờ mình theo thầy là mình đi xuống không á chứ không có mong đi lên thần ý của đường uh, cơ chứ nghe là Người tù của Cộng sản Việt Nam Từ Nam bị đưa ra các trại tù Ở miền Bắc Điển hình là trại tù ba sao Ở Nam Hà Được chúng chia ra từng khối Theo ban ngành như cảnh sát Tình báo, hành tránh Mỗi khối chúng chia ra thành từng đội Mỗi đội độ khoảng 35-40 người Có một người đội trưởng do chúng Cắt cử cũng là tù nhân à, Khi đi lao động Bên ngoài anh đội trưởng chỉ định một người là do nấu nước, nước hay hâm uh, nóng thức ăn cho anh em tù trong phạm vi đội của chúng tôi có anh trần khải trung anh trần khải trung thiếu tá cảnh sát phụ trách phần này sau khi nước nóng được phân chia đầy đủ anh lan là...